Xin chào các bạn Một trong những câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều trong thời gian gần đây Đó chính là liên quan tới có phải là chúng ta đang bước vào khủng hoảng kinh tế hay là không Và thường đã suy nghĩ khá lâu về câu hỏi này Tại vì các bạn cũng đã biết là khi mà chúng ta nói riêng về khủng hoảng kinh tế Và định nghĩa của khủng hoảng kinh tế là như thế nào Thì thật ra là không có cái định nghĩa chính thức Một định nghĩa mà nhiều người cho là hợp lý Đó chính là định nghĩa liên quan tới GDP có nghĩa là tổng sản lượng của một quốc gia thì tổng sản lượng của một quốc gia là phải giảm liên tục hai quý có nghĩa là 6 tháng thì lúc đó cái nhà đầu tư mới cho là trường hợp này là trường hợp khủng hoảng kinh tế hay là suy thoái kinh tế và nếu như mà các bạn dùng cái định nghĩa đó để mà nói tới tình hình hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta vẫn chưa đi vào khủng hoảng kinh tế tại vì cái việc liên quan tới thị trường đi xuống trong thời gian qua là chỉ mới xuất hiện khoảng chừng là từ 6 cho đến 8 tuần nghĩa là chỉ có khoảng chừng là một tháng rưỡi tới 2 tháng Nhất là khi mà các bạn nói tới tình hình liên quan tới châu Mỹ cũng như là châu Âu. Nhưng mà cảm nhận của những nhà đầu tư thì như thế nào? Cảm nhận cá nhân của Thuận là như thế nào? Đó chính là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và Thuận thì cũng giống như là nhiều bạn chỉ là một nhà đầu tư. Cho nên Thuận luôn đi tìm kiếm những cái câu trả lời trang bị cho mình thêm những tài liệu, những kiến thức để có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư cho cá nhân mình. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều mà Thuận thấy được, những gì mà Thuận cảm nhận được. Chứ chúng ta sẽ không nói về cái quan điểm chính trị hay là không nói về thuyết âm mưu. Chúng ta chỉ nói về những cái tài liệu được đưa ra và cảm nghĩ của Thuận về những tài liệu đó là như thế nào. Và tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì đối với bản thân Thuận, câu trả lời liên quan tới khủng hoảng tài chính là chúng ta đang khủng hoảng trên sàn nhưng mà vẫn chưa khủng hoảng trên đường. Nghĩa là như thế nào? Đó chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Thì trong video này, điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ cập nhật một số tin tức mới nhất liên quan tới dịch bệnh. Tại vì điều này có ảnh hưởng trực tiếp đối với tình hình kinh tế, nhất là khi chúng ta nói về tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ. Và sàn chứng khoán ở Hoa Kỳ các bạn có đã biết là sàn chứng khoán có cái tính thanh khoản cao nhất, có sự quan tâm nhiều nhất của cả thế giới. Cho nên các bạn cần phải hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói tới cái tình hình liên quan tới cái đợt xuống giá kỳ này trên chứng khoán so với những đợt xuống giá trước đây là như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói thêm một số tin tức liên quan tới Bitcoin. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì chúng ta nói riêng về dịch bệnh thì nhiều bạn cũng đã quen thuộc với lại cái map, cái bản đồ ở trên màn hình. Đây là cái bản đồ được đưa ra bởi John Hopkins. Thì các bạn thấy được là tình hình hiện tại trên thế giới là tổng số ca là 242.713. Tổng số người tử vong là 9.867. Và tổng số người mà hồi phục là 84.962. Những nước mà có nhiều ca nhất hiện tại. Đầu tiên là Trung Quốc với 81.156 ca. Nhưng mà trong thời gian 2-3 tuần qua thì cái số lượng ca tăng ở Trung Quốc. Cái tốc độ tăng lại giảm rất nhiều. Và thế giới ngày lại càng tăng lên Nhất là khi chúng ta nói tới ở Ý, ở Italy thì Mình thấy được là tổng số ca ở Ý hiện tại là 41.035 Ở Iran là 18 407 ca Ở Spain là 17.963 ca Ở Germany, ở Đức là 15.320 ca Và ở Mỹ là 13.680 ca Thì bây giờ là Hoa Kỳ đứng thứ 6 trong tất cả các nước mà bị nhiễm nhiều nhất hiện tại cái đó là France có nghĩa là nước Pháp 10.886 ca, Nam Hàn 8.565 ca, Thụy Sĩ 4.075 ca và nước Anh là 2.716 ca. Đây chính là 10 nước trên thế giới mà có, có số lượng ca nhiều nhất. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới tình hình thế giới trước, sau đó chúng ta nói tới tình hình của Hoa Kỳ, rồi mới nói tới tình hình của kinh tế như thế nào. Thì các bạn thấy được là trên tình hình hiện tại, thì nhìn vào cái biểu đồ ở phía dưới này để thường làm cho nó lớn lên để các bạn thấy rõ hơn. Thì đầu tiên hết các bạn thấy được là cái đường mà màu cam này đây chính là cái số lượng ca ghi nhận từ Trung Quốc. Thì một điều các bạn thấy rất rõ ràng là trong thời gian là bắt đầu từ khoảng chừng là giữa tháng 2 cho tới bây giờ thì cái số lượng ca tăng trưởng tốc độ ở Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều, hầu như là đi hàng ngang. Tình hình này Trung Quốc nó là đã kiểm soát được cái đường kế đó đó chính là cái đường mà màu xanh lá cây thì các bạn thấy được là tốc độ đường này cũng đã tăng lên đây là một điều tốt tại vì đường xanh lá cây này là cái số lượng ca hồi phục chúng ta muốn thấy được cái đường xanh lá cây này tăng lên tốc độ cao hơn nữa nhưng mà cái đường cuối cùng là cái đường mà đáng lo ngại đây chính là cái đường màu vàng nhạt các bạn thấy được là tăng lên tốc độ rất là nhanh nhất là bắt đầu khoảng chừng là các bạn thấy là 12 tới tháng 3 cho đến ngày hôm nay đã tăng lên liên tục gần như là muốn đi thẳng lên đây chính là cái số lượng ca mà tăng trưởng trên quốc tế trong những nước mà không phải là Trung Quốc. Thì mình thấy được là đã tăng lên rất là cao và đây là một điều rất là đáng ngại làm ảnh hưởng tới nền kinh tế rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mới đây thì thường có một câu hỏi Tại vì ngày hôm nay các bạn thấy là thường nhận được một tin tức Được đưa ra bởi CNBC cái tay khoảng chừng là 8 tiếng Từ lúc mà thường làm cái video này Thì trong cái tài liệu này nói là cái số ca mà tử vong ở nước Ý bây giờ là đã hơn cả Trung Quốc thì trên cái bài viết này nói là cái số lượng người mà tử vong ở trên nước Ý là 3.405 người trong khi mà Trung Quốc là 3.249 người thì tài liệu này có một cái điều mà thường cảm thấy là hơi khó hiểu là khi mà chúng ta nhìn vào cái tổng số tài liệu được đưa ra bởi John Hopkins đương nhiên các bạn có rất nhiều những trang web khác nhau thì tài liệu sẽ khác nhau một chút nhưng mà chúng ta chỉ nói tới tài liệu được đưa ra bởi John Hopkins và tài liệu được đưa ra bởi CDC ngày hôm nay thì các bạn thấy được là Trung Quốc có 81.156 ca Ý có 41.035 ca có nghĩa là Trung Quốc có gấp đôi cái số lượng ca so với nước Ý nhưng mà bây giờ nước Ý cái số lượng người tử vong đã hơn cả Trung Quốc. Thì đó là một điều mà Thuận cảm thấy khó hiểu. Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Khi mà chúng ta nhìn vào nước Hoa Kỳ hiện tại thì các bạn thấy được là Hoa Kỳ bây giờ là bất cứ tiểu bang nào cũng đã có ca nhiễm. Trong 50 tiểu bang không có một cái tiểu bang nào mà không có ca nhiễm. Và hiện bây giờ thì Hoa Kỳ đứng hạng thứ sáu trên thế giới có số ca nhiễm nhiều nhất 10.886. Cái lúc mà thường làm cái video này và chúng ta nhìn vào những tiểu bang nào mà bị nhiều ca nhiễm nhất thì chúng ta nhìn vào tài liệu được đưa ra bởi CDC ngày hôm nay ngày 19 tây. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn vào tài liệu này lúc mà xem video thì tài liệu chính thức là sẽ khác tài liệu bây giờ và các bạn nhìn vào tài liệu trên những trang khác này sẽ có những tài liệu khác hơn nhưng mà chúng ta chỉ nói về tài liệu chính thức được đưa ra bởi CDC. Thì các bạn thấy được là CDC cho thấy là cái số lượng ca nhiều nhất ở Hoa Kỳ hiện tại đứng đầu là tiểu bang New York 4597 ca. Cái đó các bạn thấy đó chính là tiểu bang Washington 1187 ca. Tướng thứ ba trong cái nhóm này đó chính là tiểu bang Cali 652 ca. Kế tiếp là New Jersey 427 ca và Florida là 299 ca. Đây là năm tiểu bang mà có cái số lượng ca nhiễm cao nhất và trong đó các bạn thấy được là Cali đứng hàng thứ ba. Cái sự ảnh hưởng đối với kinh tế rất lớn tại vì các bạn thấy được là những tiểu bang như là New York Cali, New Jersey, Florida, Washington đều là những tiểu bang lớn có một nền kinh tế rất là lớn trong các tiểu bang này và cái sự ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán là vô cùng lớn các bạn thấy được là tình hình hiện tại thì các tài liệu liên tục được cập nhật và cập nhật hàng giờ và mỗi một giờ thì chúng ta lại biết thêm những tài liệu mới và các bạn thấy được là các trader, các nhà đầu tư khi mà nhận được tài liệu mới thì lại đưa ra những quyết định là mua hay là bán khiến cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đi lên đi xuống như là trong chóng trong vòng hơn một tuần qua và xu hướng đi xuống rất là mạnh chúng ta sẽ nhìn vào cái tốc độ đi xuống so với những cái đợt khủng hoảng trước đây là như thế nào và hầu như là người Hoa Kỳ bây giờ đã chấp nhận là khi mà chúng ta nói tới cái đại dịch này thì nó sẽ không kết thúc trong vòng một ngày trong vòng một tuần thậm chí là không phải là trong vòng dài tháng mà có thể là tốn thời gian nhiều hơn như là tổng thống Trump đã nói là bây giờ chuẩn đoán là nếu như mà muốn kiểm soát được trở lại như là cuộc sống bình thường thì ít nhất cũng phải tới cái khoảng chừng là hè năm nay khoảng chừng tháng 7 tháng 8 mà thấy được là bây giờ chúng ta chỉ mới giữa tháng 3 từ đây tới tháng 7 tháng 8 còn tới 4 năm tháng thời gian rất là dài và hồi nãy thì thường có nói với các bạn là nói về cái khủng hoảng thì bây giờ thì đã khủng hoảng trên sàn nhưng mà chưa có khủng hoảng trên đường nghĩa là sao nghĩa là các bạn thấy được là trong cái tình hình hiện tại thì cái sự đi xuống dốc rất mạnh đó chính là các bạn thấy là chứng kiến ở trên các sàn giao dịch chứng khoán chúng ta đương nhiên nói tới là những nhà đầu tư thông thường những nhà đầu tư truyền thống chứ không nói riêng về bitcoin các bạn thấy được là bitcoin tốc độ đi xuống còn nhanh hơn đã chứng khoán rất là nhiều nhưng mà chúng ta sẽ nói tới bitcoin một lát nữa khi mà chúng ta nói về chứng khoán thì lý do tại sao các bạn thấy được chứng khoán đi xuống rất mạnh trong thời gian hơn một tuần qua liên quan tới rất nhiều yếu tố như là chúng ta đã từng nói tới trong các video trước đây yếu tố liên quan tới là các công ty bây giờ rất cần tiền mặt tại vì bây giờ là dịch bệnh ảnh hưởng tới thu nhập của công ty họ không xuất nhập khẩu được họ không mở cửa làm ăn được người dân không chịu ra ngoài để mà mua sắm để mà tiêu xài khiến cho tổn thất rất lớn đối với các công ty này và chúng ta nói tới những công ty thông thường nếu như các bạn nói tới một số ngành mà ảnh hưởng trầm trọng thì những công ty trong các ngành đó thì lại càng trong tình trạng xấu hơn rất nhiều Chúng ta nói tới những công ty như là cái hãng hàng không, những công ty mà kinh doanh du lịch như là khách sạn, như là khu nghỉ mát. Las Vegas, các bạn thấy được là tất cả những cái công ty nằm trong cái khối đó ảnh hưởng vô cùng lớn. Và các nhà đầu tư thì chẩn đoán là thu nhập của các công ty này sẽ bị giảm cho nên giá cổ phiếu sẽ bị đẩy xuống. Tại vì giá cổ phiếu là một cách nhìn của các nhà đầu tư về tương lai các công ty đó sẽ có thu nhập ra sao lợi nhuận như thế nào. Đương nhiên, nếu như nhà đầu tư cảm thấy là lợi nhuận sẽ không ổn thì giá cổ phiếu sẽ đi xuống và đi xuống với cái tốc độ rất là mạnh. Đợt này là một đợt mà thường cảm thấy là chúng ta chưa hề chứng kiến trong lịch sử chứng khoán. Để thường cho các bạn thấy được một dẫn chứng. Ở trên màn hình của các bạn là một cái biểu đồ. Đây chỉ là cái biểu đồ tính từ ngày 12 tây tháng 2 cho tới ngày 12 tây tháng 3, không tính tới ngày hôm nay. Tại vì các bạn thấy là sau ngày 12 tây thì cổ phiếu của Hoa Kỳ lại đi xuống càng mạnh hơn. Và chúng ta nói là cổ phiếu nói chung như là cổ phiếu ở trên những cái chỉ số như là S&P 500, Dow Jones, Nasdaq thì các bạn thấy là có ba cái đường và ở bên tay trái là phần trăm đi xuống là bao nhiêu. Cái đường đầu tiên các bạn thấy màu đỏ này đó chính là cái đợt xuống liên quan tới dịch bệnh. Cái đường thứ nhì màu xanh này đó chính là đại khủng hoảng năm 1929 đến 1930 và cái đường mà màu cam này đó chính là cái khủng hoảng kinh tế năm 2007 đến năm 2008. Thì các bạn thấy được rất rõ ràng là cái tốc độ đi xuống của cái đợt này là rất là nhanh, đi xuống 30% trong thời gian vô cùng ngắn chỉ tốn khoảng chừng là 20 ngày so với các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh này đã chính là cái đại khủng hoảng năm 1929 thì đi xuống cái phần trăm tương tự tốn tới 39 ngày có nghĩa là gấp đôi thời gian thì lúc đó thì trường chứng khoán mới thực sự là xuống ở mức là khoảng 30 phần trăm và khi mà chúng ta nhìn vào cái khủng hoảng toàn cầu năm 2007 đến năm 2008 thì lúc đó phải tốn tới là 250 ngày có nghĩa là cái đường màu cam này các bạn thấy là 250 ngày sau thì mới đi xuống cái phần trăm tương tự như là cái đợt này cho các bạn thấy được là tốc độ đi xuống rất là nhanh để các bạn hiểu được là tình hình bây giờ thực sự là rất là nguy cấp không phải là chuyện giỡn tại vì chúng ta so sánh với lại khủng hoảng toàn cầu năm 2007 tới năm 2008 hay là đại khủng hoảng năm 1929 thì tình hình bây giờ là còn xấu hơn là hai đợt trước đây và hồi nãy Thượng có nói là khủng hoảng đã xảy ra trên sàn nhưng mà chưa xảy ra trên đường. Có nghĩa là người dân Hoa Kỳ bây giờ là vẫn chưa có thay đổi gì nhiều. Các bạn thấy là ngoài cho bây giờ là có một số lệnh được đưa ra ở một số thành phố là cấm ra ngoài hay là lệnh giới nghiêm. Nhưng mà phần lớn các thành phố thì chỉ đưa ra lệnh là khuyến khích mọi người ở trong nhà và hạn chế đi ra ngoài nếu như không cần thiết và giữ khoảng cách với những người ở ngoài. Khoảng cách là 6 feet là khoảng 1,8 mét. Và các chính quyền địa phương hy vọng là người dân có thể là thi hành được cái lời yêu cầu này trong vòng 2 tuần tới đây từ đây cho đến khoảng chừng là cuối tháng thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên có một số người nói là ở trong nhà 2 tuần có thật sự là giúp ích từ trị bệnh hay là không thì vấn đề này thường cũng không có rõ nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những tài liệu được đưa ra từ các nhân viên y tế thì nhiều chuyên gia y tế nói là ở nhà 2 tuần giúp ích rất nhiều đến cái sự lan tỏa của dịch bệnh ở Hoa Kỳ Tại vì so với lại cái sự chứng đoán hiện tại thì nếu như mà cứ tiếp tục thì cái sự lan tỏa sẽ lan tỏa qua khỏi cái khả năng chăm sóc y tế ở hoa kỳ có nghĩa là những bệnh viện những nơi có thể chăm sóc được là sẽ đầy hết người và sẽ không có khả năng để họ tiếp tục để mà giải quyết dịch bệnh cho nên nếu như mà người dân chấp nhận ở trong nhà thi hành những cái yêu cầu của chính phủ địa phương thì sẽ giảm đi rất nhiều về cái việc lan tỏa và cái tốc độ lan tỏa sẽ chậm hơn khiến cho những nhà chuyên gia có lòng tin là cái sự lan tỏa tốc độ đó là sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Hoa Kỳ có nghĩa là những nơi chăm sóc y tế sẽ đủ sức để mà khống chế dịch bệnh cho nên hai tuần này đối với các chuyên gia y tế là một điều rất quan trọng cho nên nếu như các bạn là người ở Hoa Kỳ thì cũng nên tuân thủ luật được đưa ra từ địa phương Mỗi thành phố, mọi tiểu bang, mỗi quận đều sẽ có những cái lời thông báo khác nhau. Các bạn nên đi theo lời thông báo đó. Nhưng mà trong hai tuần này thì chính phủ có thể là đưa ra những cái quyết định như là xịt thuốc chống dịch hay là trong hai tuần này những người mà ủ bệnh thì họ sẽ biết được những người đó là ai và sẽ cách ly và hy vọng là sau hai tuần mọi chuyện sẽ đỡ hơn và đây là một cái yếu tố rất là quan trọng tại vì hồi nãy chúng ta đã nói là cái khủng hoảng này chưa xảy ra trên đường nhưng mà sẽ xảy ra nếu như mà tình hình này cứ tiếp tục Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là bây giờ thì phần lớn mọi người vẫn chưa có lo ngại nhiều nhưng mà ở nhà hai tuần làm ảnh hưởng khá nhiều đối với thu nhập của một số người và đương nhiên thu nhập của các chủ công ty, các chủ hãng. Và thực ra trong hai tuần này nếu như mà tất cả mở cửa lại như bình thường thì tôi nghĩ là cũng không có mấy người ra ngoài để mà tiêu xài Và nếu tình hình thì cứ kéo dài Thì các bạn thấy được là có hai cái tai hại rất lớn đối với người dân bình thường Và sẽ dẫn tới khủng hoảng Thứ nhất đó chính là các công ty có thu nhập thấp hơn thì họ sẽ tìm những cái giải pháp để mà giải cứu cho bản thân mình. Những giải pháp đó là sẽ bao gồm sa thải người. Và thứ nhì là cổ phiếu đi xuống giá mà người dân Hoa Kỳ dựa vào cổ phiếu để mà về hưu rất là nhiều. Người dân Hoa Kỳ đầu tư vào những cái quỹ đầu tư như là 401k hay là những cái quỹ lương hưu như là pension rất là nhiều. Cho nên cổ phiếu đi xuống cũng đồng nghĩa là ảnh hưởng trực tiếp đối với họ có về hưu được hay là không và về hưu như thế nào. Cho nên người hoa kỳ đã từ từ có cái sự bất ổn về tình hình hiện tại cho nên nếu mà không muốn khủng hoảng thì phải dựa vào một số yếu tố rất quan trọng yếu tố đầu tiên thường cảm thấy quan trọng nhất là sau 2 tuần này chính phủ hoa kỳ phải đưa ra những cái tin tức tốt liên quan tới dịch bệnh đã được kiểm soát và người dân có thể là từ từ hoạt động lại bình thường và điều thứ nhì là chính phủ có đưa ra những quyết định gì để mà giải cứu những công ty giải cứu những cái chủ hãng những chủ tiềm nail những người mà thất thoát kinh tế nặng trong cái thời gian này làm sao để họ có được tiền trong tay tại vì chỉ khi nào mà họ có được tiền trong tay thì lúc đó tình hình mới đỡ đi và bây giờ các bạn thấy là trong tình hình hiện tại thì chúng ta sẽ không nói tới là ảnh hưởng cái việc in tiền sau này như thế nào, tương lai của đồng đô la ra sao. Tại vì tình hình bây giờ thường cảm thấy là không có cái lựa chọn khác. Những bạn nào mà xem video của Thuận thì cũng đã biết là tình hình hiện tại thì in tiền chỉ là giải pháp tạm thời và sẽ dẫn tới nhiều tai hại sau này dẫn đến cái việc lạm phát rất là cao thì thuận biết các bạn biết các bạn có nghĩ là chính phủ có biết hay là không thuận nghĩ đương nhiên là chính phủ khắp nơi đều biết cái điều này nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà không in tiền để mà cứu giãn tình hình thì còn lựa chọn nào khác và chính phủ hoa kỳ đã đang gấp rút đưa ra những cái gói cứu trợ như là thường đã đăng ngày hôm nay liên quan tới thượng viện cộng hòa đã công bố đề xuất cho gói cứu trợ đây là phiên bản thứ ba đã được đưa ra và khi nào được thông qua thì chúng ta không biết nhưng mà thường nghĩ là sẽ được thông qua trong thời gian rất là ngắn tại vì tình hình bây giờ thì cũng khá nguy cấp như là chúng ta nhìn vào những tài liệu mới đây người dân hoa kỳ là đang đứng trước một cái tình hình là có thể bị thất nghiệp rất cao và ảnh hưởng kinh tế sẽ lâu dài cho nên cái việc mà gấp rút đưa ra một gói cứu trợ là cái điều đầu tiên và quan trọng nhất mà chính phủ sẽ làm cho nên thường thấy là trong thời gian rất ngắn một cái gói cứu trợ chính thức sẽ được thông qua nhưng mà nói tới cái tiền mà gửi tới cho người dân thì trước đây nhanh nhất là khoảng chừng là hai tuần thì người dân mới nhận được tiền hai tuần trong thời gian này thực sự là một thời gian rất là dài chúng ta chỉ hy vọng là có những giải pháp sớm hơn và người dân cũng như là các công ty có được cái số tiền mặt họ cần để mà qua khỏi cái dịch bệnh này nếu không thì sẽ dẫn tới khủng hoảng thực sự ở trên đường đó đương nhiên là suy nghĩ cá nhân của thuận các bạn nghĩ sao hãy comment ở phía dưới bây giờ chúng ta hay nói về bitcoin hôm qua thuận nên là một cái video chi tiết hơn về tình hình của bitcoin nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem cái link của video sẽ nằm trên màn hình nhưng mà chúng ta nói về bitcoin hôm nay sẽ nói về cái sự liên quan giữa bitcoin với lại thị trường chứng khoán Tại vì các bạn thấy được là trong thời gian 5 ngày qua thì đã có một cái sự bắt đầu tốt đẹp về việc là Bitcoin không đi theo thị trường chứng khoán nữa. Để đưa cho các bạn một cái dẫn chứng, để chúng ta nhìn vào S&P 500. Đây là biểu đồ nến ngày thì các bạn thấy được là trong vòng 5 ngày qua thì từ cái lúc mà đóng cửa S&P 500 cho đến cái giá kết thúc ngày hôm nay thì S&P 500 đi xuống trong vòng 5 ngày qua là khoảng 11%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin trong thời gian tương tự 5 ngày qua thì các bạn đã thấy được là trong 5 ngày qua bitcoin đã tăng lên 23% sp500 của Hoa Kỳ giảm 11% bitcoin trong thời gian tương tự tăng lên 23% đây là điều mà chúng ta muốn thấy được các bạn muốn thấy được là bitcoin có thể chứng minh được là không có cái sự tương quan mật thiết đối với chứng khoán của Hoa Kỳ thì lúc đó bitcoin thực sự là có giá trị cho một nhà đầu tư và tôi cảm thấy là không có cái cơ hội nào tốt hơn là cái cơ hội này không có cái thời gian nào mà tốt hơn là thời gian này để Bitcoin có thể chứng minh được là Bitcoin thật sự là có giá trị. Và giá trị của Bitcoin là như là một bảo hiểm để mà chống lại sự lạm phát của tiền pháp định cũng như là một bảo hiểm để chống lại cái sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Chứ nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Bitcoin trong thời gian này để coi coi phản ứng là như thế nào. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader bạn thích trade margin thì một sàn mà các bạn có thể tham gia đó chính là sàn SnapX. Tham gia tham qua link của thùng Capital ở phía dưới, các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Trade margin thì các bạn có thể là đánh lên long hay là đánh xuống short. Giá lên thì xuống các bạn đều có thể là kiếm được tiền nhưng mà trade margin có nhiều nguy hiểm. Không dành cho những bạn mới, chỉ thích hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Nếu như các bạn muốn trade all coin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance. Tham gia thông liên link của thuận Capital phía dưới, bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch. Và ngoài trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết được chia sẻ trên thuận capital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.